Dân nhà nông thân mến, chào tất cả các anh chị cô chú gần xa nha. Thì bữa nay thì em cũng chia sẻ lại cái cách nào mà ghép hoa giấy mà nhiều màu trên một thân cây nha cả nhà. Thì cái việc đầu tiên em muốn chia sẻ tới cả nhà mình thì cái cách ghép, và cái hai nữa là mình chọn bo giống. Tại vì nói chung là mình ghép một thân cây mà mình ghép nhiều màu á, là nói chung nó cũng có sự chênh lệch nha cả nhà. Nếu mà chúng ta mà chọn cái bo ghép không đồng đều thì nói chung thì nửa sau nó sẽ nảy mầm, nó không đồng đều. Cây này nhánh này nó ép nhánh kia, có nghĩa là cây ra trước thì nó sẽ ép nhánh sau thì cái dinh dưỡng nó không có lên được nha, nó cũng sẽ dễ chết. Thì nói chung là thông thường thì lâu lâu cũng phải bị, chứ không phải là mình ghép thành công hết toàn bộ nha cả nhà. Thì cái này em cũng chia sẻ thực tế. Và thứ cái đầu tiên đây là cái cành mình cắt này. Thì cây này em cắt cũng khá là lâu nhưng mà em không ghép nè. Thì em để em quay phim lại để cho cả nhà mình cùng xem ha. Thì như cả nhà mình thấy ha. Đây. Cái vết cắt của chúng ta đây. Cả nhà thấy không? Khi mà ghép á, chúng ta không 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 nên mình ghép từ cái mí này nha cả nhà. Để anh chị để cái tình trạng này, cả nhà thấy không? Nó bị khô cái đầu vô tới đây. Thì cách tốt nhất chúng ta khi ghép là chúng ta phải bỏ từ cái đầu cắt này vô khoảng một phân nha cả nhà. Này, tại em quay gần này cho cả nhà mình xem thấy cho rõ ha, là mình ghép từ mặt cắt bỏ vô khoảng một phân rồi mình ghép mé trong này là sẽ an toàn nhất. Cây này cũng vẫn bị vậy luôn nha cả nhà. Điện thoại này lấy nét không có rõ hết trơn ta. Đó, cả nhà thấy không? Nếu mà chúng ta tình cờ mà chúng ta ghép từ đây ghép vô là chắc chắn là cái bo này sẽ không bao giờ sống. Tại vì nó bị khô rồi cả nhà. Đó, thì cái này là cả nhà mình cũng nên lưu ý ha. Cái này thì bị ở nhẹ nè cả nhà. Rồi thì sau đây em cũng cắt mấy cái bo giống vô là em quay cho cả nhà xem nha. Thì trước mặt cả nhà mình đây là em trên tay em cầm là ba màu nha cả nhà. Đây. Cái màu này là màu đỏ nè cả nhà. Cả nhà thấy không? À, màu kế này là màu cam. Và cái màu thứ ba bên này là màu cẩm thạch vàng nha cả nhà. Thì cái lá cẩm thạch vàng thì nó không có lộ theo những cái đường phân mà cẩm thạch nhiều. Đó. Để cho nó tương đồng thì chúng ta nếu mà sống đều thì chúng ta chọn 3 hôm là đều giống như nhau, không có hôm nào quá già mà không có hôm nào quá non, có nghĩa là tương đồng với nhau như cả nhà. Thì chúng ta khi ghép vào một thân cây thì sau nó nảy mầm một lượt thì nó sẽ tăng cái sự hiệu quả lên nha cả nhà. Còn mà mình ghép cái quá già cái quá non thì nói chung là cái non nó sẽ ra trước. À, cái già nó ra sao nhưng mà nhiều khi cái non nó phát triển mạnh quá nó sẽ lấn cái già nó kém thì bắt buộc lúc đó chúng ta can thiệp rồi xử lý cắt bỏ đột non kia bớt để nuôi dưỡng cho tập trung dinh dưỡng nó nuôi lại cái cành già nha cả nhà. Thì cái này em chia sẻ thực tế, rồi sau đây em cắt em sẽ cũng chia sẻ y như cách ghép cũ thôi cả nhà. Em làm video này sẵn em ghép nhân giống thì em quay lại cho cả nhà mình cùng xem cho vui nha. Thì cả nhà mình cũng có thể làm theo cách của em. Giờ để em cắt cái hôm giống nha cả nhà. Thì sau đây thì em cũng chọn ra được ba cái hôm cả nhà. Thì mình chọn ba cái hôm cho nó tương đồng vì là xong là mình chỉ có việc ghép thôi nha cả nhà. Rồi để em quay lại cái ghép cho cả nhà xem nha. Thì chúng ta sẽ bỏ vô một phân nha cả nhà.
mà thì cũng mình dùng cái lam mình cắt một đường thẳng qua mé bên kia luôn cả nhà. À, đường này chúng ta chỉ gọt sẽ cần sơ thôi cả nhà, này nó nói chung là nó chỉ cần dính cái mé trong thôi, còn cái vỏ ngoài thì chỉ cần sơ là được. Vậy cây bông giấy thì nó hút nước từ cái mặt trong. Thì chúng ta xong thì chúng ta cứ chỉ việc là để vào và quấn thôi là cả nhà là ok. Thì hôm nay em lại xài cái băng keo này cả nhà. Mình nói cái băng keo chứ thật ra cái này là nó không phải băng keo cả nhà. Cái này là cái miếng mà người ta chuyên ghép cây dạng nó cũng tự quỷ cả nhà, để ngoài nắng mưa nắng thì một thời gian này nó cũng sẽ tự quỷ á. Thì này cũng người bạn gửi cho mình. Thì cái này là nó cái miếng nó to cả nhà, mình về mình cắt ra khoảng 2 phân á, bằng cái ngón tay mình là được. Này nó tấm nó phải to như cỡ cái áo mưa mình đó cả nhà. Thì xong rồi chúng ta lại lấy cái bọc chúng ta lại chùm vô. Cách này nó cũng đơn giản cả nhà. Đó. Chung là em cũng không phải chuyên nghiệp cả nhà, nói chung là mình ghép sống rồi thì lại mình chia sẻ cho cả nhà mình xem là có thể làm theo những cái keo bông giấy mà mình muốn á cả nhà, thì khỏi cái tốn tiền mình mua ha, ngoài ta mua bán thì cũng mắc. Đó, một bo nha cả nhà. Rồi tiếp tục qua thứ hai. Thì cả nhà mình nó cắt mà sát cái thân cả nhà thì mình sao cái cây nó liền nó rất là đẹp ha. Mình chịu khó nhưng mà nó hơi khó làm chút xíu. Rồi chúng ta cũng bỏ vô một phân nha cả nhà. Chỉ đơn giản vậy thôi nhỉ nhà, không có gì mà nó phức tạp đâu. Mình cắt sát nói chung nó hơi khó làm cả nhà, nhưng mà sao cây lớn thì nó rất là đẹp. Cái bịch chúng ta sẽ nhỏ là chúng ta chỉ cần ấy thôi.
tiếp tục cây thứ ba. Chung bo nó nhỏ nhỏ, nói chung là mình làm khéo khéo tay tí nha cả nhà. Chung mình cầm nó cũng hơi khó nè. Thì cả nhà mình lưu ý ha, khi mà chúng ta ghép vậy chúng ta tưới nước ít thôi, dù chúng ta tưới một lần cách nhau 3 hoặc 4 ngày chúng ta tưới sơ lại cái cả nhà là ok. Chúng ta mà tưới nhiều quá thì cái quả giấy nó sẽ hút nước thấm lên trên này nè, nó sẽ lọt xuống đây, động lại chỗ này thì nó sẽ túi làm thối cái mắt ghép của chúng ta nha. Rồi, video em chia sẻ tới đây thôi nha cả nhà. Thì chúc cả nhà mình sẽ luôn thành công với những cái chậu hoa giấy mình mong muốn nha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại.